Chợ Bến Tre xin kính chào quý vị khách hàng. Thì hôm nay chợ Bến Tre là tiếp tục review giới thiệu đến quý vị khách hàng một lô nền thuộc là ấp Hữu Thành, xã Hữu Định, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Hiện tại là khung cảnh này quý vị khách hàng thấy quen thuộc không ạ? Vâng, đây là khu phân nền ha. Cách đây một năm chúng tôi cũng đã giới thiệu đến quý vị khách hàng. Trong khu này thì có tổng cộng là 120 lô nền. Nhà cửa thì hiện tại thì rất là nhiều rồi ha. Trụ điện thì tới nơi luôn. Đây. Và lô nền hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị khách hàng là lô nền trước mặt chúng ta. Đây. Lô nền này có tổng diện tích là 102,7 mét vuông. Có chiều ngang là 5 mét. Có chiều dài là 20 mét. Hướng là hướng đông nam. Thổ cư là 100%. Và giá rao bán của lô nền này là 620 triệu đồng. Có thương lượng cho quý vị khách hàng có thiện chí luôn ha. Thì vị trí của lô nền là từ cái vạch đỏ, vạch sơn đỏ ha, nửa thân cột điện chúng ta sẽ kéo sang trái. Đây, tới trụ đây. Đây trụ đây ha quý vị khách hàng. Thì hiện tại thì lô nền này do mình chưa có xây dựng nên mà người ta xin là trồng cỏ voi để nuôi bò ha. Ở đây thì khu dân cư đông đúc luôn ha quý vị. Thì tiện ích của khu nền này thì đường trước lô nền là đường đan 3,5 mét ha. Cách lộ liên ấp ha là khoảng 80 mét. Cách chợ Hữu Định, cách ủy ban nhân dân xã Hữu Định, cách trường tiểu học Hữu Định, trường mẫu giáo Hữu Định khoảng là 1,2 km ha. Cách trung tâm của thành phố Bến Tre khoảng là 3 km. Ở đây thì khu dân cư rất là đông đúc luôn. Phía trong lô nền của ta thì có rất nhiều căn nhà ha. Đây. Thì quý vị khách hàng xem review lô nền này phù hợp với nhu cầu của mình thì hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi dẫn quý vị khách hàng xem trực tiếp lô nền này luôn ha. Và thương lượng giá hợp lý để chốt và sở hữu ngay lô nền này ha. Đường trước lô nền là đường đan 3,5 mét. Xe ô tô tới chỗ luôn ha quý vị khách hàng. Thì chúng tôi xin nhắc lại tổng diện tích của lô nền là 102,7 mét vuông. Có chiều ngang là 5 mét. Có chiều dài là 20 mét. Thổ cư là 100%. Sẵn sổ luôn ha. Hướng là hướng đông nam. Thì rất thích hợp cho những tuổi thuộc là cung nhà đông tứ trạch. Và giá bán của lô nền này là 620 triệu đồng. Có thương lượng nhẹ cho quý vị khách hàng có thiện chí luôn. Ở đây thì hệ thống thoát nước, điện nước đầy đủ ha. Cách
trung tâm của thành phố Bến Tre khoảng 3 km ha. Trong bán kính 1,5 km thì gần chợ, gần Ủy ban nhân dân xã Hữu Định, gần trường mẫu giáo Hữu Định, gần trường tiểu học Hữu Định, vân vân, gần bệnh viện. Rất tiện lợi ha. Đường đan trước đất 3,5 m, xe ô tô tới chỗ. Thì quý vị khách hàng là những người xem mới thì nhớ nhấn đăng ký kênh góc dưới bên phải của màn hình để không bỏ lỡ những review bất động sản mới nhất của chúng tôi. Thì quý vị cũng đừng quên là nhấn ủng hộ cho chúng tôi một like và chia sẻ giúp chúng tôi để làm động lực cho chúng tôi làm nhiều review bất động sản hơn nữa để đáp ứng nhu cầu của quý vị khách hàng ha. Gần lô nền của chúng ta thì có căn nhà cắt có gác đúc phía trên luôn nè. Do đó quý vị về vấn đề xây dựng thì quý vị khách hàng cứ an tâm, sẵn sổ, full thổ cư. Quý vị khách hàng xem tổng quát lại một lần nữa ha. Thì quý vị khách hàng ưng ý lô nền này thì hãy liên hệ với chúng tôi. Để chúng tôi là dẫn quý vị khách hàng xem trực tiếp lô đất nền này ha. Thương lượng giá hợp lý để chốt và sở hữu lô nền này. Ở đây thì khu dân cư đông đúc ha. Về chúng ta là có thể là xây nhà ngay. Địa chỉ là ấp Hữu Thành, xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Thì xã Hữu Định thì trong tương lai thì sẽ được sáp nhập về thành phố Bến Tre ha. Vâng, quý vị thấy lô nền này phù hợp với nhu cầu của mình thì hãy liên hệ với chúng tôi. Thì chúng tôi cũng xin khép lại review bất động sản ngày hôm nay. Thì kính chúc quý vị khách hàng ngày cuối tuần vui vẻ ha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khách hàng review bất động sản tiếp theo.